Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Theo dự báo từ đêm nay trở đi, khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần và lệch về phía đông. Vì thế nhiệt độ ban đêm ở Bắc Bộ sẽ tăng dần. Khu vực Trung du và đồng bằng dao động ở mức từ 13 cho đến 15 độ, riêng khu vực núi cao nhiều nơi dưới 10 độ. Sang đến ngày mai, Bắc Bộ nói chung vẫn duy trì tiết trời nắng giáo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày, trong đó có Quảng Ninh, vẫn giao động ở ngưỡng từ 24 cho đến 26 độ độ ẩm có xu hướng tăng nhẹ nên cảm giác hanh khô cũng có phần giảm hơn. Với khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời tiếp tục rét buốt về đêm và sáng. Tuy nhiên ban ngày ở đây vẫn có nắng, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng từ 23 cho đến 25 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, trong đêm nay và ngày mai, mưa sẽ gia tăng trở lại, tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Do mưa trở lại nên nền nhiệt trong ngày mai ở đây không cao, khu vực từ Quảng Bình trở xuống đến Quảng Ngãi phổ biến ở mức từ 22 cho đến 25 độ. Từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ là từ 26 cho đến 29 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai không có mưa, ngày trời nắng. Ở Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 24 cho đến 27 độ, còn tại Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Trên biển trong đêm nay và ngày mai, khu vực vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía Nam nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết đêm nay và ngày mai ở các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ giao động từ 10 cho đến 24 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, dự báo thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, trời rét, nhiệt độ giao động từ 17 cho đến 22 độ.